Rồi, em xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì em đang test và giới thiệu đến quý vị một cục đẩy Mỹ Nòi của hãng Biquay. Thì dòng CS400 này nó sẽ có tới 2-3 dòng nha quý vị. Dòng này là cái dòng hay và dòng giá trị nhất quý vị, đánh sò Motorola và sản xuất tại Mỹ nha. Còn dòng đánh sò Med kia thì nó để là Med chứ MEX, Med Mexico quý vị. Thì con kia thì chất âm nó sẽ không bằng con này. Con này nó bass đánh, cái tiếng bass nó lực, nó sâu và nó chi tiết hay hơn ha, rất là nhiều. Thì con này thì hàng bãi về hoạt động hoàn hảo hết quý vị, nguyên zin đó. Thì lát nữa em sẽ quay bên trong cho quý vị ha. Đó có nghĩa là về thì bên em để nguyên tình trạng như vậy, chưa có đụng chạm gì hết, thậm chí là bây giờ mới có quét sương sương về vệ sinh bụi bặm còn hoạt ào ào nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức cái chất âm của nó quý vị. Và con này thì có cái mức giá phải nói là cực kỳ tốt luôn quý vị. Giá 4 triệu 9 nha, 4 triệu 9 em báo luôn. Thì quý vị nào mà có nhu cầu á, thì vui lòng xem hết khúc sau. Em test em quay ở trên trong hết, em báo rõ tình trạng hết. Đó. Rồi chúng ta hãy quyết định nha. Chứ mà mới nghe giá thôi quý vị gọi tấp nập lại là nó, chung là nó cũng hơi mất thời gian. Bây giờ anh em hãy xem ha, bây giờ em sẽ cho nhạc lên test nha quý vị. Anh em đeo tai nghe vào để nghe chất âm rất là tuyệt vời ha. Em đang ghép với đô la Mỹ 2 bass 30, đánh bass rất lực và sâu mềm nên rất hay luôn. Rồi mời quý vị lắng nghe. Rất là nghe thấy cái tiếng lách cách leng keng, cái dải trên nó đánh rất là hay quý vị, còn dải dưới nó đánh lực mà nó có độ sâu, nó có độ mềm, nghe rất là sướng, rất là phê ha. Đây là cái nút này là nó tăng cái tốc độ quạt quý vị ha, ta nhỏ nè, tempo bình thường tăng lên 2 đó, quạt quay nhanh hơn nè. Đó, có nghĩa là chơi công suất cao chúng ta sẽ cho quạt nó chạy nhanh hơn ha. Còn đây công tắc nguồn. Rồi mời quý vị và các bạn hãy xem nội thất bên trong nha. Thì các cái sơ đồ mạch gì bên trong là còn nguyên đầy đủ hết ha, nắp nó có trầy. Thì con này em hàng bãi về quý vị, em để trong kho. Nói chung là đây hai cái tụ nguồn rất là khủng khiếp ha quý vị, hai tụ rất là khủng khiếp đó. Đây là phần sò, chút nữa em sẽ chỉ ra cái mình lạ của cái con này quý vị. Ở chung là hàng về thì là bãi về đó, cái mặt trước này là do nó chồng lên cho nên là quý vị thấy nhìn nó hơi giống như là hơi cong cong nhẹ tí xíu ha. Nói chung anh em không quan trọng hình thức thì chơi con này là rất tuyệt vời luôn, rất hay luôn quý vị. Đây quý vị, bình thường á, thì con này nó sẽ đánh 16 con Motorola sò sắt này thôi, sò sắt này là quý vị, sò sắt này thì nó cũng dạng trung bình thôi. Sao còn một ở đây còn được là 1 2 nè, 3 nè, 4 nè. Với một con sò mét này thì em không hiểu là bên về bên kia thì nó như thế nào, chứ đúng của nó zin nó sẽ có biến thái là sò này và sò này nè quý vị. Còn lại quý vị thấy là những con sò nhôm nè, những con sò nhôm này là những con sò cực kỳ giá trị cho quý vị, cực kỳ giá trị. Nó nằm trên những cái con Amly, quý vị thấy như những dòng Fisher
Hay những dòng Hackit thì nó sẽ sử dụng những cái con sò Motorola, sò nhôm mỏng này ha. Sò nhôm mỏng là dòng gạt Premium này rất giá trị luôn. Không biết bên nước ngoài ảnh làm thế nào đó em cũng không hiểu, đồ nó chế cái gì đó. Nhưng mà đây thưa quý vị, sò Motorola xịn sò luôn, được nằm trên những con Amplifier. Do đó quý vị nghe cái tiếng chép nó đánh cái dải trên nó rất là sạch luôn quý vị. Đánh rất là sạch và chi tiết rất là hay luôn ha. Đó, giờ những con đó, những cặp sò này nó rất giá trị nha quý vị. Đó. Nha, quý vị thấy là 1 2 3 4 5 6 này. Đó. Thì em đã quay rõ ràng cái báo tình trạng hết luôn. Đúng ra như vậy nó đắt tiền hơn, nhưng mà bây giờ lại bán rẻ hơn 2 3 triệu quý vị. Nhưng mà con này thì nó tầm 7 triệu ha, 7 8 triệu. Thì bây giờ em bán chỉ có 4 triệu 9 thôi. Thì tình trạng là chưa đụng chạm gì hết quý vị, về Việt Nam sao là em để nguyên vậy luôn ha. Anh em về dùng thôi, nói chung là hoạt động hoàn hảo hết, thì kiểm tra tất cả là nó duyên hết quý vị. Ở bên nước ngoài nó chỉ chung là những con này thì em cũng không hiểu là nó độ hay nó làm gì em cũng không biết luôn. Thì về tôi đã vậy rồi đó, cái đời CS 400, cái đời này là đời giá trị nhất cho quý vị. Công suất là 200W mỗi kênh đó, 200W mỗi kênh. Rồi quý vị giao lưu con này thì em tặng quý vị 5 mét dây loa và bao ship nếu chịu khoan đủ cho quý vị. Còn COD thì không bao ship, giá chỉ 4 triệu 9 thôi cho con viên quay CS 400 này. À, qua tuyệt vời chắc âm như vậy rồi, thật sự nếu anh em không quan tâm quá về hình thức thì con này quá ngon. Đó, quý vị nghe tiếng rất là phê ha. Quá đã. Con này thì sản xuất ở Mỹ nha quý vị, Made in USA. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn. Đó, quý vị thấy ha, bật công tắc lên là quạt nó sẽ chạy nhanh hơn đó ha. Hai cấp độ quạt. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn.